Xin chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin biến động vàng sáng thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2024 của Báo Thiên Niên cập nhật tình hình giá vàng. Bản tin được phát từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên Thanh Niên vn và kênh YouTube và TikTok Báo Thiên Niên. Thưa quý vị, sau 7 ngày không thay đổi, thì giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng mỗi lượng lên mức 85 triệu đồng. Trái ngược, giá vàng quốc tế giảm nhẹ tạo nên sự khác biệt đáng chú ý giữa thị trường trong nước và quốc tế. Theo ghi nhận của báo Thanh niên vào lúc gần 11 giờ sáng 8 tháng 10, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn SJC, công ty cổ phần vàng bạc đặc quý Phú Nhuận PNJ đồng loạt tăng giá niêm yết mua vào lên 83 triệu đồng, bán ra 85 triệu đồng. Như vậy vàng miếng SJC đã tăng lên sau 7 ngày đứng giá. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng riêng công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm niêm yết mua vào 83 triệu đồng, bán ra 86 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn lên 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn với giá 82 triệu đồng, bán ra 83,3 triệu đồng. Còn công ty PNJ mua vàng nhẫn với giá 82,7 triệu đồng, bán ra 83,6 triệu đồng. Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji mua vào 82,75 triệu đồng, bán ra 83,6 triệu đồng giá vàng nhẫn cao hơn thế giới 4,3 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng miếng SJC đắt hơn lên mức 5,3 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức cao nhất từ nhiều tuần trở lại đây. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm 6 đô la Mỹ mỗi ounce xuống còn 2.639 đô la Mỹ mỗi ounce. Tuy nhiên, kim loại quý đã tăng giảm liên tục trước đó trong biên độ từ 2.637 đến 2.649 đô la Mỹ mỗi ounce. Từ tháng 7 đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 300 đô la Mỹ mỗi ounce, từ mức 2.400 đô la Mỹ mỗi ounce lên kỷ lục. Việc không có đợt điều chỉnh đáng kể nào trong giai đoạn này nhấn mạnh tâm lý tăng giá đang thịnh hành trên thị trường vàng. Chuyển sang mục tỷ giá ngoại tệ, thuộc vị giá đô la Mỹ trong nước đồng loạt tăng và các ngân hàng thương mại bán ra trên 25.000 đồng. Ngày 8 tháng 10, tỷ giá trung tâm giữa Việt Nam đồng với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.168 đồng, tăng 15 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ giá đô la Mỹ mua giao ngay không đổi ở mức 23.400 đồng mỗi đô la Mỹ, nhưng tăng 21 đồng ở chiều bán ra lên 25.310 đồng. Ngay sau đó, giá đô la Mỹ trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tăng 85 đồng, đưa giá mua đô la Mỹ chuyển khoản lên 4.665 đồng và bán ra lên 25.025 đồng. Eximbank tăng 70 đồng, đưa giá mua đô la Mỹ chuyển khoản lên 4 690 đồng và bán ra tăng 40 đồng lên 25.020 đồng. Tương tự giá đô la Mỹ tự do cũng tăng 50 đồng, đưa giá mua lên 25.200 đồng và bán ra 25.300 đồng. Trong khi đó, đồng yên nhật tăng so với cuối tuần qua khi Việt Công bên mua vào với giá 165,54 đồng và bán ra 173,42, cộng thêm 1,5 đồng. Trong khi đó, giá đô la Mỹ thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD Index xuống 102,38 điểm, giảm 0,2 điểm so với hôm qua. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ vẫn duy trì mức tăng cao nhất trong gần 2 tháng qua nhờ số liệu việc làm mềm mẽ của Mỹ và xung đột ở Trung Đông leo thang. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 4,02%, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 8 vượt mốc 4%. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Biến động vàng cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình giá vàng trong nước và quốc tế hay những biến động của thị trường ngoại tệ. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh youtube Báo Thanh Niên và bấm nút chuông để có thể nhận được thông báo về những tin tức liên quan đến tình hình giá vàng trong và ngoài nước mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!